Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác, vận trình tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, gặp thời đổi vận, số mệnh giàu sang, vận may bùng nổ, trúng số phát tài, tiền vàng nhét chật két trong thời điểm sắp tới đây. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Tị sinh 1977 thân mến, trong dân gian, nhiều người cho rằng thế giới tâm linh liên quan đến 5 vấn đề là trời, Phật, thần, thánh, ma quỷ. Vì thế người ta cũng tin rằng mỗi người trên đời đều có một số phận, tất cả đều phụ thuộc vào túc mệnh, luận định mệnh và thiên mệnh luận. Ngay cả trong tử vi học cũng có ghi lại, số phận là những gì đã được định trước. Điều đó cũng giống như là chuyện bạn sinh ra vào ngày nào, tháng nào, năm nào, xuất thân giàu hay nghèo, tất cả đều được định sẵn. Chính vì vậy mà ngày nay người ta thường tìm đến tử vi để đoán định trước tương lai, cũng như đoán lành tránh dữ. Mới đây nhất, sau khi xem tử vi 12 con giáp, các nhà chiêm tinh tử vi học nhận thấy, trong thời điểm sắp tới này, tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 là con giáp may mắn, trời sinh mệnh lý, đắc tài phú quý, được lội ngược dòng số phận của mình khi được thần tài ban lộc, phúc tinh cao chiếu, quý nhân dẫn đường mà ban cho nhiều vận may vô cùng lớn, trúng số độc đắc, giàu có hơn người, tiền bạc ào ào kéo về như nước lũ, cuốn trôi đi sự vất vả, nghèo khổ, nợ nần. Để biết được đó là những vận may nào và làm sao để sớm nhận được những may mắn đó thì ngay sau đây sẽ là luận giải chi tiết. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi thời điểm sắp tới của quý bản mệnh tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách của người tuổi Đinh Tị sinh 1977 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Đinh Tị 1977 là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Đinh Tị sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, họ tích trữ, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Đinh Tị có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích, thói quen đọc sách, báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy, tính cách của Đinh Tị vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu. Đinh Tị sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu, phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Đinh Tị làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy, cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, Đinh Tị dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Đinh Tị, nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn, họ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Đinh Tị không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, thì họ sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc, chuẩn mực của xã hội. Những người tuổi Đinh Tị thường là những người có nhiều ham muốn, tham vọng khá cao. Tuy nhiên, trong công việc, họ lại chẳng bao giờ kiên định với những gì mình đã chọn lựa, thường bỏ giữa chừng hoặc làm không tới cùng. Mặc dù người tuổi này đều là những người biết nhìn xa, trông rộng, có
có khả năng tư duy nhanh nhạy, tính toán hơn người, nhưng nhược điểm là hay bỏ giữa chừng. Do đó, cuộc sống của người tuổi này khá lận đận, chỉ đủ ăn, đủ tiêu, khó có thể trở nên giàu có. Như chúng ta đều biết, rắn là loài động vật biết cách quan sát và chờ đợi. Do đó, những người tuổi Đinh Tỵ thuộc người không bốc đồng, họ rất kín đáo và bí ẩn bởi tính cách của họ vô cùng bình tĩnh, nên khi xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ chọn cách im lặng, sau đó tìm cách giải quyết. Hơn nữa, người tuổi Đinh Tỵ có một bộ óc luôn phân tích, giúp cho họ có được sự tinh tế, cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra nguyên nhân cho từng vấn đề. Đặc biệt, trong mối quan hệ với mọi người, tuổi Đinh Tỵ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao. Trong mối quan hệ với bạn bè, họ vẫn giữ thái độ thiếu tin tưởng ở một mức độ nhất định. Cụ thể, họ không tha thứ cho người nào đến muộn hay lỡ hẹn. Họ rất dễ bị kích động, thay vì mỉa mai, cãi và nặng lời thì họ chọn cách biểu thị sự không hài lòng qua vẻ bề ngoài lạnh lùng. Đây là người bình tĩnh, có khả năng kiềm chế cảm xúc, cũng tài hoa hơn người, có ý chí kiên định và tinh thần phấn đấu không mệt mỏi. Họ không bao giờ khoe khoang tài năng của mình, mà lặng lẽ tiến hành như kế hoạch, âm thầm tiến về phía trước. Đinh Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, hơi hướng nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận, thường suy nghĩ rất kỹ trước khi hành động. Được liệt vào hàng ngũ những người có đầu óc, họ hiểu rất rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh ở điểm nào. Họ đề cao đời sống tinh thần, giá trị khách quan rất cao và khả năng phán đoán, dự đoán tương lai khá tốt. Thống kê cho biết, rất nhiều Đinh Tỵ 1977 trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Đinh là thuộc hỏa, Tỵ thuộc hỏa, mà nạp âm của Đinh Tỵ là thành thổ, cho nên Đinh Tỵ có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Đinh Tỵ rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên, Đinh Tỵ cũng có nhược điểm, đó là sự bảo thủ, kín kẽ, khiến mọi người cảm thấy đề phòng, mọi bí mật riêng tư của họ đều được giấu kín. Đinh Tỵ lại có chút đa nghi, vì thế mà khiến bạn bè, người yêu thiếu đi cảm giác an toàn. Họ cũng không thích bị người khác khuyên bảo hay giáo huấn, đưa ra nhiều quyết định tiên về cảm tính và không thực sự rõ ràng. Nếu Đinh Tỵ có thể khắc phục được những nhược điểm này thì sẽ ngày càng thành công hơn trong cuộc sống. Trong chuyện tình cảm, đa số tuổi Đinh Tỵ có tình cảm chân thành trong tình yêu. Họ luôn hết mình vì đối phương, họ sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lại niềm vui và hạnh phúc của nửa kia. Tuy nhiên, trong tình yêu, đôi khi Đinh Tỵ có sự ghen tuông mù quáng. Điều này khiến cho mối quan hệ của họ gặp nhiều rắc rối. Nhìn lại quãng đường mà Đinh Tỵ đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Đinh Tỵ mới mưu cầu thành công, thành tựu. Vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết bản năng của mình nên Đinh Tỵ mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Đinh Tỵ mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Đinh Tỵ vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Đinh Tỵ cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Đinh Tỵ sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Đinh Tỵ dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Đinh Tỵ ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn, nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Đinh Tỵ có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Đinh Tỵ cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi,
Ở độ tuổi này, Đinh Tị luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Đinh Tị giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bột trục. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Đinh Tị như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Đinh Tị là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa hương sáng nhìn xuân thu. Với Đinh Tị, đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả hãy cùng đến với phần luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi về các phương diện chính của cuộc sống cho con giáp tuổi Đinh Tị sinh 1977 trong thời điểm sắp tới, cụ thể vận trình như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Tử vi sự nghiệp của tuổi Đinh Tị cho thấy, thời điểm sắp tới này sẽ là thời điểm bùng nổ của những chú rắn. Nguyệt lệnh ở đất đế vượng, con giáp này dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra. Thời điểm sắp tới khó tránh khỏi sự chọc phá của tiểu nhân, khi mà bạn bỗng dưng trở thành ngôi sao sáng lóa. Song với năng lực thực sự của mình, bản mệnh dễ dàng đập tan những âm mưu của kẻ xấu bụng. Sự quyết tâm và kiên trì của con giáp này chính là chìa khóa thành công, bạn không để mình dễ dàng bị đánh gục, mà sẵn sàng chiến đấu cho tới phút cuối cùng. Chính ấn cho thấy, khả năng thăng quan tiến chức của bạn trong thời điểm này khá tốt. Thời điểm sắp tới, quý nhân cũng sẽ ghé thăm. Nếu cần thiết, hãy xin sự trợ giúp của quý nhân để giảm bớt những trở ngại trước mắt. Cần tập trung làm việc, tránh để bản thân bị so nhãn bởi những chuyện cá nhân. Muốn tăng hiệu quả công việc, thì chỉ có tập trung toàn bộ tâm trí trong khoảng thời gian làm việc mới cho bạn kết quả như ý. Xét về phương diện tài lộc. Xem tử vi thời điểm sắp tới, vận trình tài lộc của tuổi Đinh Tị khá bình ổn. Những thành công trong công việc giúp bạn có thu nhập ổn định, thậm chí có phần nhỉnh hơn chút xíu, nhờ được cấp trên khen thưởng. Tuy nhiên, để đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về tài lộc, thì có vẻ thời điểm này bạn vẫn chưa có động tĩnh gì rõ rệt. Cơ hội tăng lương, thăng chức tuy có, nhưng cũng cần phải chờ đợi thêm một thời gian thì mới có được kết quả như bạn mong đợi. Trong thời gian này, những chú rắn nên chi tiêu tiết kiệm, chứ không tiêu xài phung phí vượt mức kiểm soát. Thời điểm sắp tới có thiên cầu hung tinh rình rập, bạn cũng cần phải tỉnh táo với những lời mời chào kêu gọi đầu tư, kinh doanh hay những lời vay mượn tiền bạc, cẩn thận mà giao chứng cho ác, tiền đi là chẳng bao giờ trở lại. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Xét về đường tình duyên của tuổi Đinh Tị trong thời điểm sắp tới, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc của con giáp này, và tuổi Đinh Tị dường như không hài lòng lắm với những gì mình đang có. Thiên nguyệt hung tinh phủ một màu xám xịt lên tâm những chú rắn, bản mệnh không thể ổn định được cảm xúc cá nhân, có thể buồn vui thất thường mà có những hành động, lời nói, làm tổn thương đến đối phương. Chẳng những thế, sự bất ổn về tâm lý của con giáp này có thể gây ức chế với người ấy, khiến cho mối quan hệ giữa hai người ở trên bờ vực rạn nứt. Hãy học cách cân bằng cảm xúc để có cuộc sống như ý. Với người độc thân, dường như bạn đang quá bi quan về cuộc sống của mình, hiếm khi nở nụ cười, khiến cho sức hút của bạn giảm hẳn. Hãy lạc quan và vui vẻ lên. Niềm vui sẽ đến, tình yêu cũng sẽ đến thời điểm sắp tới này. Theo phong thủy phi tinh 2024, bạn nên tránh để nhiều đồ màu đỏ ở vị trí trung tâm trong nhà để tránh những cuộc cãi vã không cần thiết. Xét về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của tuổi Đinh Tị trong thời điểm sắp tới này không có gì đáng ngại, chỉ là nếu bạn căng thẳng hay suy nghĩ quá nhiều thì dễ mắc bệnh về tinh thần, khiến cho tự bản thân mệt mỏi mà thôi. Hãy tìm thêm các thú vui cho mình, chịu khó ra ngoài để ngắm nhìn thế giới, giải tỏa bớt những bức bách trong lòng. Cũng có thể tham gia hoạt động đoàn hội hoặc tập thể dục thể thao để có thể tăng thêm niềm vui cuộc sống. Và ngay bây giờ, không để cho quý khán giả phải chờ đợi thêm nữa, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Đinh Tị 1977, cụ thể như sau. Đinh Tị vốn tư chất thông minh hơn người,
lanh lợi, linh hoạt, biết ứng biến tùy thời cơ. Họ là những người hiểu sự đời, nhìn thấu lý lẽ ẩn giấu bên trong, biết cách để tạo mối quan hệ với mọi người, cũng biết làm thế nào để phát huy thế mạnh của mình. Với tài năng như vậy, có lẽ nhiều người đều tưởng rằng người tuổi Đinh Tỵ vận mệnh vô cùng tốt đẹp, nhưng đâu phải năm sinh quyết định tất cả. Còn nhiều yếu tố khác định đoạt vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ. Ở đây Minh Đường Tử Vi sẽ dựa vào tháng sinh âm lịch để đoán định người tuổi Đinh Tỵ có vận mệnh như thế nào tùy theo tháng sinh. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng là Tết Tân Xuân. Người tuổi này có nhiều tham vọng, mơ ước cao xa, nếu cố gắng thì cũng có chút thành tựu. Có thể nói, người này không phải chịu nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng cũng chẳng được may mắn quá nhiều. Tính cách vui vẻ, hoạt bát, được nhiều người yêu mến, dương khí vượng, ý chí ngất trời, có điều kiện, tiền đồ không được thoáng đãng. Chính vì thế mà muốn làm nên đại nghiệp vô cùng khó. Trong suốt cuộc đời của người này, hiếm khi nào được quý nhân phù trợ. Tuy có nhiều lý tưởng và tham vọng muốn thực hiện, nhưng người có tài mà không có cơ hội thì cũng khó. Vì khi chuyển sức mình muốn giành được thành công mà chẳng mấy dễ dàng. Nếu có thể cắn răng nhẫn nhịn, nhìn vào thực tế mà đi từng bước nhỏ vững chắc, không mơ ước quá xa vời, thì có thể thay đổi vận mệnh, có được những gì mình muốn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết kinh chập, vạn vật bừng tỉnh sau mùa đông lạnh giá. Tuy nhiên còn đôi chút ngỡ ngàng sau giấc ngủ dài, không biết phải làm sao cho phải. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng này mang chút mơ hồ như vậy, tinh thần không được tốt cho lắm, khó có thể tự lập, càng không nói tới chuyện một tay làm nên cơ nghiệp. Tính cách người này khá trầm lắng, thích yên tĩnh, ham học hỏi, có tài năng về thơ ca, nghệ thuật, nhưng không may chẳng tìm được nơi dụng võ, bất mãn với thời cuộc, ý chí phấn đấu ngày càng sa sút, lý tưởng cũng héo mòn, chỉ biết ngày ngày làm những chuyện nhàm chán, chẳng còn tham vọng sự nghiệp, cũng khó giành được thành công trong cuộc sống. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, người tuổi này thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa, thiện lương, tuy một đời không phải đại phú, đại quý, nhưng vẫn được xem là người có phúc. Người tuổi này tài đức song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng, họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt, tùy theo từng tình huống, tinh thần ham học hỏi, luôn phấn đấu hết mình, dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công không quá khó khăn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người tuổi này là người trung hậu, tính tình ôn hòa, nhã nhặn, có tinh thần nghĩa hiệp, tư chất thông minh, dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp của người này, cũng khiến cho bao người thầm mong ước, họ có tài năng xuất chúng, đa tài, đa nghệ, trí dũng song toàn, dường như có thể làm được tất cả mọi điều, chỉ cần họ muốn mà thôi. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp, người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 4 âm lịch, khả năng lĩnh ngộ cao, cái nhìn sắc bén, nhanh nhẹn nắm bắt vấn đề, lại được quý nhân chỉ lối dẫn đường, nên có thể làm nên nghiệp lớn, gặt hái được nhiều thành công vang dội. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là Tết mang trùng, người tuổi này có ý chí hơn người, có dũng, có mưu, có tài thao lược, đầu óc lanh lợi, thông minh, họ còn giỏi quan sát thời thế, nhân tâm, nên mưu sự tất thành. Người này có thể khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua gian nan, trở ngại, để giành lấy những gì mình muốn, gia vận hưng vượng, chuyện cát lành cực nhiều, cuộc đời bình an, phúc lộc lâu dài. Người tuổi này may mắn được quý nhân ở bên giúp đỡ cho khá nhiều, là người nhanh nhạy và tinh tế, họ biết nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế của bản thân để vượt qua trở ngại, làm nên những thành công to lớn trong sự nghiệp, tài vận hanh thông rộng mở. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử, người tuổi này có lòng từ tâm, chân thành đối đãi với mọi người, có tài mà có đức, họ được trời ban cho tài lộc, vạn sự như ý, danh lợi song toàn, có ý chí, có tham vọng, họ là người kiên cường, dám nghĩ dám làm, có tố chất lãnh đạo, dù là theo đường quan lộ hay theo nghiệp kinh doanh, thì người này cũng giành được những thành quả, khiến nhiều người ngưỡng mộ, có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội khá cao. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch theo lịch vạn niên là tiết lập thu, người tuổi này tính tình ôn hòa, nhã nhặn, họ nổi tiếng là những người sống thanh cao, trọng đạo đức, trí dũng hơn người. Người này có số mệnh tốt đẹp, có thể tay trắng làm nên cơ nghiệp, họ là những người thân thiện, cởi mở, rất chân thành đối đãi với mọi người, nên có mối quan hệ xã giao rộng khắp,
tài năng xuất chúng, tiền bạc dư dôi, dù làm chuyện gì họ cũng dễ dàng đạt được thành công. Đây còn là người rất giỏi kinh doanh, nếu theo nghiệp làm ăn buôn bán, thì chắc chắn chuyện kinh doanh sẽ vô cùng phát đạt, tiền bạc theo nhau đổ về nhà. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch vào tiết Bạch Lộ, người tuổi này là những người vui vẻ, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, trọng bạn bè và cũng có mối quan hệ vô cùng rộng khắp. Họ thông minh, nhanh nhẹn, lại lương thiện, chân thành, cũng có tài năng nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ, bản thân lại có khả năng nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi. Nhờ tài năng đức độ, tích đức, hành thiện, người tuổi này không phải chịu nhiều vất vả, cơ cực trong đời, được hưởng cuộc sống an lạc, thành thơi, phú quý, trường cửu, bạn bè ở khắp bốn phương, họ sống vui vẻ và được nhiều người yêu mến. Vận mệnh của người người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ, người tuổi này cuộc đời khá bình an, thuận lợi, không phải trải qua nhiều sóng gió. Họ là người dĩ hòa vi quý, không thích làm mọi chuyện trở nên rối loạn mà luôn tâm niệm, một sự nhịn là chín sự lành. Xem tử vi, đây là người học rộng biết nhiều, lại thông minh cơ trí, sau người này không dễ dàng có được thành công trong chớp mắt mà vẫn cần phải nỗ lực, cố gắng mới có được những gì mình muốn. Đường đời khó tránh khỏi những lúc gặp phải trở ngại, cần vững lòng bệnh trí mới giành được mục tiêu đáng mong đợi. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch vào tiết Lập Đông, người tuổi này có tâm hồn cao đẹp, sống thanh cao, chẳng vướng bụi trần. Với họ, giúp đỡ mọi người là chuyện rất đỗi bình thường, họ thích giao thiệp và có bạn bè khắp bốn phương, là người có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài năng và đức độ. Nhưng thành công đến với họ không mấy dễ dàng, họ có thể chịu khó, chịu khổ, ăn gió nằm xương để thực hiện lý tưởng của mình. Nếu giành được thời cơ thuận lợi thì vẫn có cơ may làm nên sự nghiệp thành công, nhưng nếu muốn gây dựng sự nghiệp to lớn thì e rằng mong muốn khó thành hiện thực. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Đại Tuyết, khắp nơi tiết trời giá lạnh, cây cối khó bề sinh trưởng. Người tuổi này tiến thoái lưỡng nan, mưu sự khó thành, ngay chuyện chi tiêu cũng tốn thiếu trăm bề, cuộc sống không được đủ đầy, sinh không gặp thời. Thời trai trẻ người này phải chịu nhiều cực khổ, mãi tới những năm tháng cuối đời mới gặp được may mắn, là người có tài, có tinh thần trách nhiệm cao, ghét chuyện bất bình, tính tình lại nóng nảy, thế nên họ dễ đắc tội với người, làm mất lòng người khác. Người này tốt nhất nên đi xa lập nghiệp thì cơ may thành công sẽ cao hơn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trong năm là tiết Tiểu Hàn, trời giá buốt, rắn không muốn ra khỏi hang, cũng chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. Người tuổi này cũng vì thế mà phải chịu cảnh cơ hàn, luôn gặp phải chuyện rắc rối, phiền não, khổ tâm không dứt. Tuy có cát tinh cao chiều, nhưng cũng khó lòng vạn sự như ý, sống khoan dung, độ lượng, phóng khoáng với người, có trước có sau. Cũng nhờ thế mà dù tiền vận vất vả, khó có được thành công trong sự nghiệp, nhưng từ trung vận trở đi, sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp dần khởi sắc, giành được nhiều cơ hội phát triển, cũng như dễ bề gặt hái thành công hơn. Quý vị thân mến, không có ai hoàn hảo cả, chỉ cần là người thì sẽ có nhược điểm, điều này rất bình thường, nhưng khi đối mặt với điểm yếu của bản thân, không thể mãi chịu khuất phục, phải nghĩ biện pháp chiến thắng nó, như vậy chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ và ưu tú hơn. Dưới đây là 6 nhược điểm mà chắc ai cũng đã từng phải đối mặt, nếu vượt qua được nó thì bạn sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. 1. Tức giận. Tức giận là dùng sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình, thật là khờ dại, sai lầm của người khác hãy để họ tự gánh chịu lấy, chúng ta không cần phải tức giận, thật sự là không đáng. Nếu như có người trêu chọc chúng ta, càng không cần phải tức giận, bởi vì khi tức giận, nhất định sẽ làm tổn thương chính mình. Không có chỗ nào tốt cả, chỉ bằng hãy bình tĩnh một chút, ung dung đối mặt, như vậy chúng ta mới có thể càng ngày càng trở nên lý trí, càng ngày càng rộng lượng. 2. Hối hận. Nhân sinh sẽ luôn có nhiều điều khiến chúng ta phải hối hận, dù là ai cũng không thể nào tránh khỏi. Nhưng điều chúng ta phải làm chính là thấu hiểu nó, rồi từ từ bước qua, việc gì đã cố hết sức rồi thì thôi, hãy cứ để thuận theo tự nhiên, chúng ta không cần phải lấy những chuyện cũ không đâu mà tự dằn vặt chính mình. Con người sống thì nên tiến về phía trước, con đường là để bước đi chứ không phải để nằm nghỉ, bất kể là đi sai đường hay bất lực thì cũng đều không nên hối hận. 3. Phiền não. Con người sở dĩ phiền não, đa phần là do tự mình tạo ra, chỉ cần đừng làm khó chính mình thì phiền não cũng đã không nhiều như vậy. Làm người thì ai cũng sẽ mắc phải sai lầm, nhưng phải học được cách xem nhẹ, cũng phải biết buông bỏ. Không nên cứ mãi giày vò bản thân, phiền não đời người có rất nhiều,
Nhưng chỉ cần đừng tự đi tìm phiền não, thì cuộc sống đã tốt đẹp lên rất nhiều rồi. Ngay khi phiền não, hãy suy nghĩ nhiều đến những việc vui vẻ, an ủi chính mình. Phiền não rồi cũng sẽ tự rời xa. 4. Lo lắng. Con người lo lắng chủ yếu là về tương lai của mình, rồi đánh mất đi sự tự tin. Chuyện trong tương lai thật khó mà biết rõ được, nhưng chỉ cần nắm chắc hiện tại, tin rằng ngày mai cũng sẽ không đến nỗi nào. Nếu như cảm thấy lo lắng, vậy nhất định phải biết cách cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, tăng thêm dũng khí mà đối mặt với tương lai. 5. Cô độc. Đời người có đôi khi sẽ rơi vào thế cô độc, phải học được cách hưởng thụ nó, bởi vì cô độc sẽ giúp người ta đối diện với chính mình. Cũng là lúc lý trí trở nên thanh tịnh nhất. Cô độc nếu như biến thành cô đơn, vậy thì nội tâm nhất định sẽ trống rỗng. Nhưng nếu như học được cách hưởng thụ sự cô độc, thì càng ở một mình sẽ lại càng trở nên mạnh mẽ, tâm hồn lại càng phong phú hơn. 6. Tự ti. Trong cuộc sống, chỉ cần đừng quá ganh đua với người khác thì cũng sẽ không có nhiều tự ti. Tại sao lại tự ti? Cũng là vì cảm thấy không bằng người khác. Kỳ thực thế giới này bất kể là ai cũng đều là độc nhất vô nhị, không được coi thường chí mình. Chúng ta so với người khác nhất định cũng sẽ có chỗ tốt của riêng mình, chỉ là đôi khi cứ tự phủ định chính mình, lạc mất phương hướng, đánh mất đi sự tự tin. Thay vì tự ti với những cái mình không có, sao lại không tự tin vì những cái đặc biệt của riêng mình? Hãy cứ lạc quan đối mặt với hết thảy mọi thứ. Lúc bạn tức giận, hãy tự nói với bản thân, đừng lấy sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình. Lúc bạn phiền não, hãy học cách buông bỏ, đừng dùng khuyết điểm của bản thân đi tra tấn chính mình. Lúc bạn hối hận, hãy cứ để thuận theo tự nhiên, đừng vì những chuyện không đâu mà tự giày vò chính mình. Lúc bạn lo lắng, hãy tự cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, dũng cảm đối mặt với tương lai phía trước. Lúc bạn cô độc, hãy học cách hưởng thụ nó, khi đó cô độc sẽ chỉ làm chúng ta mạnh mẽ hơn lên mà thôi. Lúc bạn tự ti, đừng coi thường chính mình, bởi vì chúng ta là độc nhất vô nhị, làm người nhất định phải vượt qua được 6 nhược điểm này, tin rằng rồi bạn cũng phải bội phục chính mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.